những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì dạy hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiền đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo ngày hôm nay, và chúng con kính đảnh lễ ngài Hòa thượng Tuệ Siêu đã vừa quang lâm đạo tràng. Và tiếp theo chương trình, chúng con xin được thành kính cung thỉnh Hòa thượng Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ thần chúng. À, kính thưa quý vị, trong cuộc sống nếu mà chúng ta biết thoát khỏi cái sự vướng bận thì chúng ta sẽ không có đau khổ. Đa phần chúng sanh ở trong đời này họ tự mang trên cổ vương quần, tức là họ bị vướng mắc về tài sản, về gia súc, về vợ con. Họ vướng mắc như vậy cho nên họ mới chịu nhiều cái sự đau khổ, họ không có được an lạc. Ngay trong cái bài kinh hôm nay, một người Bà La Môn bị mất bò, và khi mà đến gặp Đức Phật, chúng ta đọc lên những cái bài kệ để hỏi ngài về cái tâm thái sống an lạc. Thì Đức Phật ngài nói ngay cái hoàn cảnh của ông ta. Tức là vì ngài không có nên là không bị mất, thế là ngài sống được an lạc, vân vân. Thì nghe như vậy thì vị Bà La Môn này đã nhận ra được cái con đường nhất tử và đã xin xuất gia, chẳng bao lâu đã thành A La Hán. Bây giờ thì chúng ta hãy nghe cô Phong Lan đọc chánh kinh của bài học hôm nay, và sau đó sư cung thỉnh thượng tọa Tân vị giảng sư sẽ giảng giải bài học này. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân Hòa thượng Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay, và kính cảm ơn cô Như Pháp. Bài 10, kinh Bá Hú Thi Tá Rá. Bá Hú Thi Tá Rá Xuất Tăng: biết tục lụy nên thoát vòng tục lụy, dẫn nhập.
Không phải ai sống trong khổ đau cũng biết mình đang đau khổ. Nhờ những hình ảnh tương phản đánh động ý thức về thực trạng của kiếp nhân sinh, có những nền văn hóa của nhân loại mà hình ảnh các tu sĩ sống ngoài tục lụy là gợi nhắc quan trọng về giá trị của con đường vượt thoát do huân tu nội tại. Bài kinh ghi lại câu chuyện của một người đáng thương vì cuộc sống bủa vây bao thứ hệ lụy, vốn đã khổ lại bị lạc mất đàn bò nên càng thêm khổ. Nhìn thấy hình ảnh của một sa môn chính là Đức Phật an nhiên thiền tọa trong rừng, bất chợt cảm khái xót xa cho thân phận của mình. Trong lời tán thán Đức Phật cũng chứa đựng nỗi bi ai về thân phận mình. Đức Phật không than thở dùm mà chỉ dùng những gì ông Bà La Môn nói để lặp lại một hiển thị. Có nhiều thì khổ nhiều. Những tháng ngày sau đó của vị Bà La Môn này đầy những may mắn đích thực. Kinh văn: Một thuở Đức Thế Tôn trú ở tại một khu rừng trong xứ Cô Xá Lá. Bấy giờ, một Bà La Môn dòng họ Paradoja bị mất 14 con bò. Bà La Môn Paradoja trên đường đi tìm bò, băng qua khu rừng, nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi kiết già, lưng thẳng hướng chánh niệm trước mặt. Thấy vậy, vị Bà La Môn tiến đến Đức Thế Tôn và nói lên kệ ngôn: Quả thật này, không có 14 bò, đã lạc mất 6 ngày, nên chi được an lạc. Quả thật sa môn này, không rẫy mè thất thu, với lá mọc thưa thớt, nên chi được an lạc. Quả thật sa môn này, không bồ trống với chuột, không bò trống với chuột, chạy vờn quanh nhốn nháo, nên chi được an lạc. Quả thật sa môn này không mền đầy chí rận, 5-7 tháng không giặt nên chi được an lạc. Quả thật sa môn này không 7 đứa con gái, quá bụa lại có con nên chi được an lạc. Quả thật sa môn này không vợ mặc rổ xấu, dùng chân đánh thức mình nên chi được an lạc. Quả thật sa môn này buổi sáng không chủ nợ, kêu mắng phải trả ngay, nên chi được an lạc. Thế Tôn, đúng vậy, hỡi Phạm Chí, không có 14 bò, đã lạc mất 6 ngày nên ta được an lạc. Quả thật này Phạm Chí, không rẫy mè thất thu, với lá mọc thưa thớt nên ta được an lạc. Đúng vậy, hỡi Phạm Chí, không bò trống với chuột, chạy vờn quanh nhốn nháo nên ta được an lạc. Đúng vậy, hỡi Phạm Chí, không mền đầy chí rận, 5-7 tháng không giặt nên ta được an lạc. Đúng vậy, hỡi Phạm Chí, không 7 đứa con gái, quá bụa lại có con nên ta được an lạc. Đúng vậy, hỡi Phạm Chí, không vợ mặc rổ xấu, dùng chân đánh thức mình nên ta được an lạc. Đúng vậy, hỡi Phạm Chí, buổi sáng không chủ nợ, kêu mắng phải trả ngay nên ta được an lạc. Được nghe vậy, Bà La Môn Paradoja bạch Đức Thế Tôn: Thật với diệu thai Tôn giả Gotama, thật với diệu thai Tôn giả Gotama, diệu pháp được Tôn giả Gotama hiển bày như người dựng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tâm tối để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa Pháp, xin nương tựa Tỳ Khu Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Đức Thế Tôn và được thọ đại giới.
La Môn Phararosa được xuất gia và thọ đại giới Đức Thế Tôn. Giới không lâu, tôn giả Sundarika Phararosa sống độc cư, viễn ly, cần mẫn, không sao lãng, quyết tâm và tự thân chứng ngộ chánh trí ngay trong kiếp hiện tại. Đây chính là cú cánh mà những thiện gia nam tử đi tu sống không gia đình hướng tới. Vì ấy chính mình biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, nên việc làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Paradosa trở thành một vị A-la-hán nữa. Thích nghĩa thành ngữ Ajatasattin Nadisanti theo sớ giải là đã không thấy trong 6 ngày qua, nhưng theo hậu sớ giải hàm ý biệt tâm biệt tích. Achantasam yoge che tăng upajoga quá chất năng. Theo sớ giải thì Bà La Môn này có 7 người con gái lấy chồng và đã có con. Do chiến tranh, 7 người con rể đều tử trận. Bên chồng gửi những cô gái quá bụa này về nhà ông Bà La Môn. Do trong nhà nuôi nhiều miệng ăn nên bữa đói bữa no. Và vì vậy bài kinh có tựa đề là Pá Hú Thi Tá Rá, nhiều con gái. Theo sớ giải thì sau khi ông Bà La Môn phát tâm xuất gia, Đức Phật chỉ trao truyền Sa Di Giới rồi dẫn ông đến gặp vua Bát Xê Na Đí. Vua nghe lời dạy của Đức Phật, phát tâm giúp 3 điều: giúp trả hết nợ, tạo điều kiện sanh nhai cho 7 người con gái và chu cấp cho mẹ của Sa-di Paradosa. Nhờ vậy, vị này sau đó được thọ đại giới vì không còn những ràng buộc của bổn phận thế tục, cuối cùng thành tựu quả vị giải thoát, giác ngộ giải thoát. Chuyển và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Và đạo tràng chúng con xin thành tâm kính thỉnh Pháp Sư. Hàng thiện tín mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ, nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Đạo tràng của chúng con giờ đây đã được trang nghiêm, chúng con xin thành tâm kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng nội dung bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và chúng con xin thành tâm kính cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tháp Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và chúng tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Tề Siêu, Hòa Thượng Giác Đẳng, Từ Tâm Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Đại Đức Tề Đức cùng chư tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái bài học hôm nay đó là với cái tựa đề là biết tục lỵ nên thoát khỏi dòng tục lỵ. Và cái bài kinh này thì nằm ở trong phẩm A La Hán tương ưng Bà La Môn. Qua cái câu chuyện vừa rồi giữa hai cái Đức Phật và ông Bà La Môn Paradocha đối thoại với nhau, thì câu chuyện được ghi đó là ông Bà La Môn Paradocha mất 14 con bò và đang đi tìm những cái con bò của mình. Thấy cái Đức Phật ngồi tĩnh tọa an tịnh, do đó thì ông Bà La Môn này mới
nói lên những cái điều đó là ông có những cái con bò, rồi ông có những cái miếng ruộng rẫy, rồi ông có những cái bồ thóc, rồi ông có những cái đứa con gái, hay là có những cái mền, cái chăn ấm, thì có những cái điều đó để cho chúng ta thấy rằng là thường đó, ở trong cái đời sống của chúng ta, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta có cái này, có cái kia, thì quả thật là nhìn một cái sự bình thường của mình, theo cái quan niệm bình thường của chúng ta, thì chúng ta có cái này, có cái kia, thì nghĩ đó là hạnh phúc. Nhưng mà cuộc sống này là hai cái sự đối nghịch nhau, hai cái hình ảnh tương phản với nhau. Từ cái hình ảnh của một bà la môn mà chúng ta thấy rằng có rất là nhiều, sở hữu rất là nhiều thứ. Mà chuyện trước mắt đó là ông bà la môn đã mất đi 14 con bò mình, đang đi tìm những con bò đó. Và trong kinh ghi lại rằng là coi như là không thể tìm ra. Nhưng khi gặp Đức Phật như vậy đó là cái sự khổ của ông nó càng thêm khổ khi tìm không ra những con bò. Sự khổ là đang đi tìm, nhưng mà tìm không ra được những con bò thì lại càng khổ hơn. Tìm không ra được con bò thì lại là càng khổ hơn. Rồi cái hình ảnh của Đức Phật là một cái bậc mà giác ngộ. Chúng ta khoan nói đến cái việc giác ngộ của Đức Phật, nhưng một cái hình ảnh của một người, một con người thật sự an tọa, tịnh tọa, trang nghiêm, thanh thản trước một cái sự ràng buộc của cuộc đời. Cho nên khi mà ông tới, ông mới nói rằng quả thật sa môn này không có 14 con bò, đã lạc mất 6 ngày nên chi được an lạc. Hay là quả thật sa môn này không rẫy mè thất thu, với lá mọc thưa thớt nên chỉ được an lạc. Quả thật sa môn này không bồn trống với chuột chạy rờn quanh nhốn nháo nên chỉ được an lạc. Quả thật sa môn này không mền đầy rận chí 5-7 tháng được giặt nên chỉ được an lạc. Quả thật sa môn này không 7 đứa con gái quá bụa lại còn có con nên chi được an lạc, nên chi được an lạc. Quả thật sa môn này không vợ mặc rổ xấu dùng chân đánh thức mình nên chi được an lạc. Quả thật sa môn này buổi sáng không chủ nợ kêu mắng phải trả ngay nên chỉ được an lạc. Thì Đức Phật ngài khẳng định về những điều đó. Nếu mà chúng ta thấy rằng là thường đó, là chúng ta cứ nghĩ rằng mình được cái này cái kia đó là hạnh phúc, được cái này cái kia là hạnh phúc. Sự thật ra nhìn trong một cái mắt thông thường của mình thì rõ ràng là chúng ta có một cái căn nhà đẹp, chúng ta có một cái phương tiện gì đó, có tiền bạc rủng rỉnh gì đó, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta có những điều đó là hạnh phúc. Nhưng mà sự thật đó, cái hệ lụy của cái sự có đó nó lại là khác. Bây giờ nè, cái câu mà
Ông Bà La Môn nói cái câu là khi mà ông có 14 con bò đó, mà những con bò này nó thất lạc thì rõ ràng là ông đi tìm rất là cực khổ đó. Nếu một cái người mà không có bò, mình nghĩ là mình có con bò, có những con bò thì khi cần là mình bán ra là có tiền rủng rỉnh, ví dụ vậy, mình nghĩ đó là hạnh phúc. Nhưng mà sự thật đó là khi mà chúng ta có bò thì nghĩ đến cái việc con bò nó sẽ ra sao, nó khỏe mạnh hay không, hay có ai đó là làm tổn thương nó hay không, hay có ai bắt bớ nó hay không, hay có còn đầy đủ những con bò hay không, chúng ta lại nghĩ những điều đó. Đó là những sự hệ lụy ở trong cuộc sống. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng mình có cái gì đó thì sự thật là trước mắt và cái diện thế thường đó, trong thế thường là mình nghĩ rằng đó là sự may mắn của mình, đó là sự hạnh phúc của mình. Thì mình nói ở trong một cái góc độ của cái gọi là thế gian, hay là góc độ của gọi là những cái phước ngũ dục ở trên cuộc đời này đó, phước khổ lậu trong cuộc đời này, thì khi mà mình có cái này cái hạnh phúc, giống như là mình nó thường là nói là mình được sống thọ là hạnh phúc, có đầy đủ ăn là hạnh phúc, thấy không? Được sắc đẹp là hạnh phúc, có sức lực là hạnh phúc, có sức lực là hạnh phúc. Nhưng mà từ khi mà chúng ta có những cái thứ đó đó thì sẽ có những cái hệ lụy. Cái hệ lụy mà ở đây đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói rằng đúng vậy Phạm Chí, khởi không có 14 con bò đã thất lạc 6 ngày nên ta được an lạc. Phật trả lời vậy. Phật trả lời vậy. Bởi vì có những con bò thì chúng ta phải nghĩ đến những con bò. Con bò nó bệnh hay là nó đau, nó lớn, rồi giá cả khi bán nó, rồi phải giữ gìn lấy nó, vân vân đủ thứ chuyện trên cuộc đời, cái hệ lụy. Nhìn như vậy để chúng ta thấy ở trong giáo lý Duyên Khởi, từ có cái việc này, có cái này cho nên có cái kia. Hả, đã có căn nhà thì chúng ta biết rằng có những cái vật dụng tùy thuộc theo. Có bàn, có giường, có tủ, có cái này, cái kia. Nếu không có căn nhà thì không cần phải có những vật tùy thuộc theo. Không cần có cái bàn, không cần có cái giường, không cần có cái kia. Và khi mà cần có cái đó thì chúng ta phải tìm cầu có những cái thứ đó. Và có những cái thứ đó rồi thì chúng ta phải gìn giữ, bảo vệ hay là cách này cách kia, để cái thứ đó chúng ta nghĩ rằng nó sẽ tồn tại. Rồi khi á, lỡ nó bị hư hao, nó bị mất mát hay là bị cái này cái kia đó, thì chính bản thân của mình nó không có cái sự an vui. Chúng tôi thấy rằng là cái nhân vật mà gọi là Tế Điên Hòa Thượng, mặc dù anh Trung Quốc ấy, Trung Quốc ấy, ở đó là ông Nhật, nhân vật mà Tế Điên Hòa Thượng, mình nghe nó ngông, đọc cái câu chuyện nghe dường như là ngông, tức là gọi là sống giữa cuộc đời này, rồi là ăn chơi trác tán vân vân đủ thứ chuyện trên cuộc đời này, nhưng mà rồi không nhiễm. Thì ở đây đó, chúng tôi nói cái câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng đối với một bậc mà vô nhiễm đó, một bậc vô nhiễm đó, thì mình chỉ cho bậc thánh, mà đặc biệt là bậc A-la-hán. Chứ còn trong cuộc đời này đó, mà chúng ta sống với gần với tục lụy này, với cuộc đời này, mà bảo rằng chúng ta tiếp cận với các cái trần cảnh mà chúng ta không nhiễm đó, thì chuyện đó cũng không có, không bao giờ có. Mà nếu như cái độ lực của chúng ta mà không có tu tập đó, thì rõ ràng là chúng ta vướng bận tiếp cận cái gì đó thì chúng ta đều có cái sự khổ của nó. Cái câu mà ở bên Phật giáo Bắc truyền đó là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Thì ở đây đó, nếu mà mình cái nội lực mà mình tu đó nó tốt đó, thì cái dòng đời nó có ra sao đó, thì chúng ta không có biến đổi, không có thay đổi, không có đắm nhiễm, không có dính mắc.
không có chính mắt. Mà cái bậc đó là chúng ta nói đến những cái bậc mà thoát khỏi những cái sự ràng buộc của hệ lụy. Khi mà ông Bà La Môn nói rằng là mình có 14 con bò, cho nên là đi tìm 14 con bò, đó là sự khổ rồi. Biết là tìm có hay không. Rồi ông Bà La Môn nói rằng là ông Bà La Môn có được một cái rẫy mè. Rẫy mè, mình nói chung là có đất đai, có vườn tược, có cái này, có cái kia. Ngày xưa người ta nói rằng là giống như một người, những cái người đạo sĩ Bà La Môn á, có những cái người đó là họ lập nên gia đình, họ có gia sản, họ có gia sản, họ có vợ, có con, rồi đến về già đó thì họ bỏ hết tất cả, giao tài sản lại cho vợ, cho con, rồi bắt đầu là họ bước vào cái đời sống tu tập. Nhưng mà chúng ta biết rằng trong cái sự hệ lụy đó đó, nó không phải dễ để dứt bỏ. Trong cái sự hệ lụy đó không phải để dứt bỏ. Khi mà mình, người ta nói là một người giàu sang, có đầy đủ, cái tài sản ngày xưa được nói là ruộng đất, cái tài sản ngày xưa được nói đó là trâu bò, là trâu bò. Thì khi mà mình có đất đai, ruộng rẫy đó, thì mình sẽ nghĩ đến cái việc mà thất mùa, trúng mùa. Quý vị thấy, ai làm nông thì có lẽ là mình sống trong một cái nghề nghiệp gì đó, thì mình sẽ có sự lo toan trong nghề nghiệp đó. Thí dụ như người làm nông thì người ta sẽ nghĩ đến đất đai của họ, thời vụ của họ, nghĩ đến thời tiết ra sao, thấy không? Trúng mùa, thất mùa, bội thu hay là thất thu, họ đều lo nghĩ. Rồi gieo trồng những cái giống gì cho nó thích hợp với cái thổ nhưỡng, gieo trồng những cái gì cho nó thích hợp trong cái thời vụ, thời tiết của mỗi cái thời điểm khác nhau. Cái người nông dân ấy, họ vẫn có cái khổ của nó, họ có cái khổ của nó, chứ không phải nghĩ là khó. Giống như chúng ta thấy rằng là những người miền Tây Nam Bộ đó, mọi chuyện mà ngày nay nhìn lại đó, thì cái giới mà thượng lưu, cái giới mà giàu sang thì không mấy, nhưng mà cái phần đông, đại đa số là những người sống về nông nghiệp. Mà quý vị biết là miền Tây Nam Bộ thì là cuộc sống của họ đó là chỉ xung quanh, quanh năm là chỉ ruộng nước, ruộng nước, ruộng nước. Như vậy đó thì họ sẽ sống, tất cả những cái gì họ cũng làm ra từ ruộng. Cái áo họ mặc á thì cũng phải là từ ở cái lúa mà ra, tức là cái sản phẩm lúa mà họ làm ra. Cái dép họ đẹp mà họ mang á thì cũng phải là do lúa. Cái gì trăm chuyện, dỗ quải cho đến đám cưới, đám lễ, tất cả những cái gì đó cũng đều từ là lúa. Mà quý vị biết rằng trăm việc chi tiêu bằng cái lúa thôi, bằng tiền cũng do lúa làm ra. Thì cái cuộc sống nó có nhiều cái sự hạn chế nhất định. Nhưng mà họ phải sao? Họ phải bám đất, bám vườn. Rồi có một số giới trẻ hay là một số người họ không chịu cái cuộc sống nổi, của cuộc sống mà cơ cực như vậy đó, thì họ phải đi lên Sài Gòn để họ làm những cái nghề nghiệp này, nghề kia, tối thiểu cũng làm công nhân để mà họ sống. Đó là cái cuộc mưu sinh của họ. Và ở đây đó chúng ta thấy rằng cái người nông dân thì có cái khổ của người nông dân, cái khổ của người nông dân. Nếu chúng ta chiêm nghiệm kỹ đó thì từ ở có cái này cho nên là có cái khác, và do có cái này cho nên có cái khác. Hả, có ruộng đất thì sẽ khổ vì ruộng đất. Nói cái điều này á thì người ta có thể nói rằng ở tại sao nghịch lý như vậy. Mình thường là trong cái quan niệm, trong cái ý niệm của mỗi người, trong cái ý niệm thông thường của mình thì hãy là có là hạnh phúc chứ, mà tại sao Phật gọi là có lại là sự hệ lụy, có lại là sự khổ, là sự khổ. Điều này mình cần phải thấm, phải hiểu, phải suy gẫm những điều đó. Khi mà mình có ruộng mè, ruộng đất gì đó thì mình sẽ nghĩ ngợi đến những điều đó. Nếu người ta không có thì người ta không có gì phải lo. Mà cuộc sống này đó là sự hệ lụy, sự hệ lụy. Mình không thể nào không có được, không? Không có thì làm sao tồn tại? Mà chính tồn tại đó là khổ đau.
tồn tại cái này, có mặt cái kia, đó là khổ đau. Chúng ta chiêm nghiệm những điều đó. Thật sự ra cái lời của Phật dạy đó, nếu chúng ta chiêm nghiệm cho kỹ đó, thì đó là một sự thấm thía để cho chúng ta cần phải suy gẫm. Cần phải suy gẫm. Cho nên ông Bà La Môn này nói rằng mình có ruộng đất thì sẽ khổ vì ruộng đất, sẽ nghĩ đến mùa màng gieo trồng hạt giống này hoặc hạt giống kia phù hợp với thổ nhưỡng, không phù hợp với thổ nhưỡng, thất thu hay là bội thu. Tất cả những điều đó nó đều liên quan đến cái việc mà ông có ruộng đất. Cái điều nữa, ông Bà La Môn hỏi Phật rằng là nếu người có cái bồ lúa đó, ngày xưa quý vị biết rằng người ta xây bồ, người miền Tây thì họ có những cái vùng mà đồng bằng sông Hồng hay đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta, Bắc Bộ hay là Nam Bộ đó, thì chúng ta thấy rằng những người mà ruộng lúa đó họ nhiều đó, họ xây những cái bồ rất là lớn, cái bồ lúa rất là lớn. Cái bồ ở đây là những cái phên đó quý vị, họ đan bằng tre bằng trúc, nó khích lắm, nó khích lắm, và họ cắm những cái trụ cây để cứng như vậy, thì họ đổ lúa vô đâu đó hàng trăm dạ. Chúng tôi sử dụng cái từ dạ, người miền Tây nó hai thùng vô một dạ, hai thùng vô một dạ, mà hàng trăm dạ ở trong một cái bồ lúa. Thì khi mà mình có bồ lúa đó thì mình sẽ nghĩ đến cái gì, nghĩ tới gì, chủ con này con kia nó khóa, thấy không? Mình thấy nghĩ đến có là. Cho nên chúng tôi thấm nghiệm một điều đó là sự thật ra là mình càng nhu cầu nhiều chừng nào thì nó có những sự hệ lụy từ đó, và mình, cái tâm của mình mà càng dướng mắc chừng nào thì mình lại khó thoát ra cái sự hệ lụy đó, là mình bị sự khổ nó càng nhiều. Còn mình nhẹ nhàng đơn giản chừng nào thì mình sẽ cảm thấy an lạc, không bó buộc và không bị đau khổ, và mình có cái hạnh phúc nhất định của mình. Nói điều này không phải lý thuyết, nhưng mà nếu mà chúng ta giống như chúng tôi nè, bản thân có trụ trì một cái ngôi chùa, nếu mà mình bị trách nhiệm của một ngôi chùa, hệ lụy của một ngôi chùa, mà vì cái một ngôi chùa đó mà mình đánh mất đi cái đời tu của mình, hay là mình làm một cái điều gì đó đánh mất đi cái đời tu, cái nội tâm của mình mà không bị hệ lụy thì nó khó. Nhưng mà mình càng hệ lụy chừng nào, càng dính mắc chừng nào, càng bị khó mở chừng nấy thì chúng ta càng khổ chừng nấy. Huống chi là những người Phật tử ở bên ngoài. Nói như vậy để chúng ta bắt đầu là hả, có cái này thì có cái khác. Hả, có thân người thì chúng ta đóng vai trò của một người nam, chúng ta đóng vai trò của một người nữ, chúng ta đóng vai trò của một người cư sĩ, hay chúng ta đóng vai trò của một bậc xuất gia, thì đều có những cái sự hệ lụy của nó. Có khác chăng đó là mình biết được, nhận được, mình nhận được cái gì, chúng ta biết tháo mở, chúng ta biết mở cái đó ra, mở cái sự ràng buộc đó ra, mở cái sự hệ lụy nó ra, thì quả mai đó, chúng ta không có cái sự ràng buộc, không có cái sự hệ lụy. Mà điều này đòi hỏi một cái sức tu của chúng ta rất là nhiều, hay nói cách khác tức là cái nỗ lực tu tập của chúng ta, nỗ lực của chúng ta. Bây giờ chúng ta có cái gì thì có cái khổ cái đó. Cái điều nữa đó là ông Bà La Môn nói rằng ông ta có những cái mền hay là những cái chăn đi. Sự thật ra là mình đi một trận, đi xa về mệt, hay là mình lao động làm mệt, hay là cái này cái kia mình mệt, mình được một cái chăn niệm ấm, chăn im á, thì rõ ràng đó là hạnh phúc. Khi mà mình nằm xuống nó im ấm, trong một cái quý vị thấy rằng nhiều khi mình có nằm sương giải nắng, không biết là quý vị có cái cảnh đó, nhưng mà bản thân của chúng tôi có những lúc bị như vậy, có những trường hợp như vậy. Mình được một cái chăn nó đậm ấm, mình cảm thấy hạnh phúc, trong khi nhà nó dột. Giống như cái câu mà người ta nói, cái câu là nhà dột cột siêu, muốn đi cưới vợ mà sợ nhiều miệng ăn. Đó cũng là cái nỗi lo của họ, đó cũng là nỗi lo nữa. Khi mà mình có cái chăn đẹp, chăn ấm, chăn im á, thì lại có những sự hệ lụy của nó. Mình phải nghĩ đến cái
nó bị con này con rận hay con này con kia con rệp á, con rận con rệp gì nó bám trong đó, thì nếu mà mình không giặt, nếu mà mình có thì không sợ lo là phải giặt hay là không giặt. Còn đã có thì nghĩ rằng mình đắp một thời gian ngắn thôi là mình phải giặt cho nó sạch. Trong thời gian thì nó cũng phải bám bụi bẩm dơ giá dơ bẩn ở trong đó. Rồi ngày ngày nay thì chúng ta thấy ít có rận ha, ít có, chứ ngày xưa chúng tôi nhớ khoảng chừng 4 thập niên về trước, 4 thập niên về trước thì rận rịp nhiều lắm. Lạng quạng là ở dưới cái giường của mình thì dễ có rận mà. Cho nên khi mà mình có những cái tấm chăn đẹp, chăn ấm gì không cần biết, nhưng mà mình phải nghĩ đến cái việc rận. Và khi mà nghĩ đến việc rận thì mày nghĩ đến cái việc giặt giũ chứ. Nếu mà không giặt giũ nó thì để lâu ngày nó bám ở trong rồi nó cắn mình đi sao. Thì hả, có cái đó, có do có cái mền ấm chăn im đó, cho nên là mình phải nghĩ đến cái việc giặt giũ. Cho nên là gì này đó, mình thấy đó, chúng tôi thấy rằng là ngày nay đó, cái lời dạy của Phật đó, cuộc sống ngày xưa đó, thì mình thấy là hình ảnh của chư Tăng. Vì sao Phật dạy rằng mình phải thích sống độc cư, rồi mình phải thiểu dục tri túc rất là nhiều. Cái điều đó là những cái pháp môn, những cái phương pháp để mà mình tu đó. Mà mình đi đến những cái trường thiền, chúng tôi nghĩ là trong những cái trường thiền này, thì cái sự mình càng tối giản chừng nào, càng tối giản chừng nào thì mình càng lại an lạc chừng nấy, mình không bị hệ lụy chừng nấy. Còn hả, mà mình giống như chúng tôi nghĩ rằng mình ở thì cái gì cần thiết ở trong phòng của mình để. Còn nếu không có ở trong, nó không cần thiết thì đừng nên để trong phòng. Vì mình nghĩ để trong phòng thì nó có nhiều cái nữa. Nó có nhiều cái. Thứ nhất là dơ bẩn, được không khí không được trong lành trong cái phòng ở của mình. Hoặc là những cái mà mình để, những cái vật không cần thiết lắm để trong phòng của mình thì mình phải nghĩ ngợi đến nó. Nghĩ là nó, và đặc biệt là trong những cái phòng thiền đó, cái cốc mà tu thiền đó, thì chúng tôi nghĩ là những cái vật tối thiểu thôi. Càng tối thiểu chừng nào, càng tối giản chừng nào thì chúng ta cảm thấy là bây giờ nè, cái bình nước uống, cái bàn để ngồi thõng chân, ví dụ vậy, cái giường để nằm, chỉ đơn giản như vậy, và một cái gì đó rất là đơn giản. Chúng tôi sợ nhất là lúc mà mình bệnh, sợ những lúc mình bệnh. Bởi vậy cho nên là có những sự hạn chế nhất định khi mà tuổi già, khi mà mình tuổi già xuất gia thì có những sự hạn chế. Bởi vì người già đó thì có những cái sự cố tật của người già. Cho nên là nhiều khi mình làm ông, làm bà, làm cái gì đó, cha, làm mẹ gì ở ngoài đời rồi, mình làm lớn quen rồi. Bây giờ vô chô tu mà biểu là cái tâm của mình đó, nó khiêm hạ, nó bớt đi những cái sự cao 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 ngạo đó, nó cũng khó. Rồi đến khi, hoặc là mình đi tu, trước đây mình xuất thân là một danh nhân gì đấy nữa, rồi mình đem cái mác danh nhân đó vô trong trong lòng của mình, trong tâm của mình nghĩ rằng mình là một danh nhân, mình đi tới đâu là có tiền, có bạc rủng rỉnh, có kẻ hầu người hạ mình, rồi mình đi tu á, mình cũng nghĩ như vậy, thì đó cũng là cái sự trở ngại của mình. Chúng tôi nhớ kinh Phật có một lần nọ, Phật mới nói chư tỳ kheo á, là các thầy tỳ kheo, các thầy xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời sống không có gia đình, thì nếu các thầy bệnh hoạn mà các thầy không tự chăm sóc với nhau, tức là vị tỳ kheo này chăm sóc vị tỳ kheo kia đó, các thầy không tự chăm sóc với nhau thì ai chăm sóc cho các thầy? Cái điều đó mà chúng tôi lại nhớ cái hình ảnh của Đức Phật nè. Có một vị tỳ kheo bệnh lở loét ở xung quanh người vậy, Phật tự tay lại tắm rửa và rửa vết thương cho vị đó. Cái việc đó Đức Phật làm để trở thành một cái bài học giáo dục, nhìn thấy rõ được những điều đó. Chư tỳ kheo phải thương tưởng với nhau, thương tưởng với nhau. Sự thương tưởng với nhau đó, đó là sự đùm bọc với nhau để giúp đỡ cho mỗi vị tỳ kheo đều được tiến hóa tu tập trong đời sống phàm hạnh này. Chúng tôi nghĩ là như vậy. Cái hình ảnh của Đức Phật mà Đức Phật tự tay chăm sóc cái vị tỳ kheo đó, khi mà bệnh lở loét gì vậy, Đức Phật tự tay
chăm sóc. Thì chúng tôi nghĩ rằng không phải Đức Phật làm điều đó để cái gì, mà đó là một cái bài học giáo dục cho chư tỳ kheo, những vị xuất gia chung với nhau phải có cần có sự quan tâm. Mà giống như một điều đó, chúng ta thấy rằng lúc mà mình còn trẻ đó, thì rõ ràng là mình cái sức khỏe mình có, cho nên là mình sống có gian nắm dầm mưa, mình có ăn thức, mình có ăn bị không điều hòa đi nữa thì sức khỏe mình vẫn có để lướt qua. Hay hoặc là một cái cơn cảm xúc bình thường, cảm bình thường thì chúng ta không cần phải gì quan tâm. Nhưng mà bây giờ khi mà mình có tuổi rồi thì quý vị biết rằng là mình đi nắng ra ngoài nắng với một thời gian dài lâu thì mình cũng đã bệnh. Rồi mình đi ra nhiễu vài hạt mưa xuống trong người của mình thì mình về đã sổ mũi, ho khàn khàn, thì mình biết rằng sức khỏe của mình yếu. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng đời xưa, ngày xưa mà chưa tỳ kheo đó, mà sống đời sống độc cư đó, thứ nhất là về thể chất của các vị đó phải có sức khỏe. Cái thứ hai là cái nội lực của các vị, tức là nội tâm của quý vị, các vị đó, đó có một cái pháp hỷ, có một cái sự an lạc từ ở cái nội tâm mà do các vị đó thiện tập. Cho nên nó nhiều đủ cái sức đề kháng cho mọi cái sự bệnh hoạn mà các vị đó khó có thể có bệnh. Mặc dù có thân thì phải bệnh, nhưng mà các vị đó có nhiều cái sự đề kháng nó quá lớn. Đề kháng từ ở nội tâm, đề kháng từ ở cái thể chất này mà các vị đó không có, ít có cái sự bệnh hoạn. Trở lại trong cái câu mà nói rằng là một vị, một người mà có cái chăn ấy, thì phải nghĩ đến những điều đó. Nghĩ đến cái chăn đó là có rặn rồi, có rệp rồi, phải dơ rồi, phải giặt, phải vú, nhiều thứ nữa. Rồi cái điều nữa đó là Phật nói với ông bà Ra Môn Pha Ra Đo Chá đó là như vậy. Có những đứa con gái, ở đây nói là 7 đứa con gái. Rồi con gái này đó là do có chồng, có chồng, rồi chồng đi đánh trận á, mất chết hết đi. Rồi 7 cái cô con gái này trở thành quá bùa, tức là trở thành người đàn bà mà không có chồng. Rồi cuối cùng là phải được trả về bên cha mẹ, trả về cho ông, trả về cho. Thì ông phải cưu mang cho những đứa con gái đó. Nếu có những đứa con thì lại thương những đứa con, có những đứa cháu thì phải thương những đứa cháu. Chúng tôi nhớ ở trong cái câu người Khmer mà họ nói cái câu đó là thương con một báo mà thương cháu, thương con là chỉ một báo thôi, mà thương cháu nó nhiều hơn, tức là nó giống như một dạ vậy đó. Một báo nó giống như là một cái thùng, một thùng với hai thùng nó vô một dạ lúa. Cái nghĩa là ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là bởi vậy cho nên là người ta nói là mặc dù là giữa sự thật của cuộc đời, giữa cái hoàn cảnh sống giữa cuộc đời và giữa cái điều mà chúng ta chọn lựa nha, điều mà chúng ta chọn lựa, người ta nói về già rồi đó thì đừng nên giữ cháu không được. Nhưng mà quý vị biết rằng nhiều khi trong cái cuộc sống này đó, nó ràng buộc. Bây giờ ngày nay đó là những người già, nếu mà mình không có đi lao động thì ở nhà chỉ giữ nhà và giữ cháu, để cho con nó còn có sức khỏe, nó còn có công việc, nó làm ra tài sản của cải vật chất. Phải giữ cháu, biết là giữ cháu là khổ. Hết giữ con thì tới giữ cháu, nhưng mà rõ ràng là giữ cháu là khổ. Nhưng mà chứ chúng ta nói rằng mình không giữ cháu có nghĩa là mình vô tình quá đi. Mình không có tình cảm, mình không có cái nghĩa vụ, cái trách nhiệm của mình là một làm ông, làm bà. Mình không có làm cha, làm mẹ, không có. Cho nên là mình không giữ cháu. Nhưng mà chính giữ cháu nó là khổ. Và thương con á, thì chỉ bấy nhiêu đó. Nhưng mà rồi là thương cháu phải nhiều, nhiều hơn. Ở đây đó, nếu như mà có những cái đứa con gái mà đã gả chồng đi rồi, bây giờ chồng chết phải bị trả về ở bên cha mẹ ruột đó, thì đó là những cái gánh nặng. Nói như vậy thì để cho chúng ta thấy rằng cuộc đời này đó nó có nhiều cái gánh nặng, cái hệ lụy mà chúng ta buông thì cũng không được, mà chúng ta ôm thì cũng không xong, đó là sự hệ lụy.
Đó là sự hệ lệ. Nếu mà mình thấm thía những điều đó, bởi vậy cho nên là chúng tôi nghĩ rằng như thế này nè. Lúc mình nhỏ đó, là những đứa bé trai hay là những đứa bé gái đó, thì rõ ràng là chúng ta vô tư lắm. Ăn no là chơi giỡn, ít có khi giận hờn, ít có khi lo toan nhiều thứ. Nhưng mà khi đã tuổi trưởng thành rồi, tuổi trưởng thành rồi, 19 đôi mươi rồi, thì lại có những cái suy nghĩ khác. Có những suy nghĩ khác, có những sự suy nghĩ khác. Suy nghĩ khác đi. Bây giờ đó, thì cái việc mà mình hồi nhỏ đó, thì mình lại ham thích cái khác. Hồi nhỏ ai cho mình được cục kẹo, ai cho mình được cái bánh đó, thì mình quý. Rồi khi mà mình nhường cho bạn mình một cái bánh, một cục kẹo, đó là sự hy sinh lớn. Sự hy sinh lớn của một đứa trẻ. Nhưng mà về lớn tuổi rồi, mình trở thành thanh niên rồi đó. Trở thành thanh niên, trở thành một cái người phụ nữ trưởng thành rồi đó. Thì cái kẹo, cục kẹo và cái bánh của mình, đối với mình, nó không là bao. Mà bây giờ là tình cảm. Tình cảm đôi lứa, tình cảm trai gái, tình cảm này tới tình cảm kia, nó rất là quan trọng. Có nhiều người vì thương yêu một cái gì đó, thương yêu một ai đó, một người khác phái, người chồng hay là người vợ, người nam hay là người nữ, để chấp nhận những cái gì đó, mình đánh đổi rất là nhiều. Đánh đổi rất là nhiều. Thì bây giờ đó, cái tuổi của mình đã là tuổi trưởng thành, tuổi thanh niên rồi đó, thì mình lại có những cái sự ràng buộc khác. Ràng buộc khác, đam mê khác. Ràng buộc khác, đam mê khác. Rồi bây giờ mình bước sang tuổi trung niên đi, mình lại có những sự đam mê khác. Nếu mình đã là một người thành công trên mặt về địa vị, mình đã thành công về mặt vật chất, tức là mình đã được đề về giàu sang tất cả các thứ, mà đâu phải là như vậy đâu. Họ có được như vậy đó, thì đã bao nhiêu năm họ đã phải bao nhiêu cái sự chịu khó chịu khổ để họ có được những điều đó. Và cuối cùng á, thì có những điều đó mình nghĩ là hạnh phúc, thì còn có những sự hệ lụy khác. Có nhà, có cửa, có xe, có cổ, có danh vọng, có địa vị. Thì ai có danh vọng, địa vị, thì mình nghĩ rằng có danh vọng, địa vị là món mồi ngon rồi, phải không? Lợi lộc, danh vọng, địa vị là món mồi ngon rồi, ai cũng thích hết, phải không? Nhưng mà có danh vọng thì khá khổ, danh vọng. Mà có gì lợi lộc á, có lợi lộc thì người đó sẽ chết vì bị hệ lộc, lợi lộc. Sẽ khổ vì bị hệ lộc, lợi lộc ở trong đó. Nói như vậy để không phải là những cái lý thuyết, nhưng mà mình chiêm nghiệm thử lời dạy của Đức Phật. Giữa Đức Phật đối thoại với ông Bà La Môn, khi mà ông Bà La Môn Pharado Chá này hỏi Phật, thì Phật trả lời là hả, có cái gì thì sẽ khổ cái đó. Như vậy thì mình thấy rằng có đứa con gái thì sẽ bị khổ vì đứa con, mà có con thì sẽ khổ vì con, khổ vì con. Mà sống trong cuộc đời này đó, giữa thực tế tình cảm, giữa cái mối liên quan, giữa trách nhiệm và bổn phận, giữa nghĩa vụ và bổn phận, trách nhiệm, làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, chúng ta nói một cái cách thông thường là chúng ta không thể vô tâm được. Mà là có, là chúng ta phải có trách nhiệm. Mà có trách nhiệm đồng nghĩa là sự khổ, sự hệ lụy nó sẽ có theo. Đó là như vậy. Rồi bây giờ ở đây đó, Đức Phật Ngài nói rằng nếu mình có vợ á, thì vợ xấu mình mới lo. Đức Phật nói vậy. Còn nếu không có vợ, thì vợ có xấu có đẹp gì nữa, thì cái chuyện là không, cái người kia có xấu có đẹp gì đi nữa, thì mình cũng không cần phải lo. Cho nên ở đây đó, nói đón những cái điều này đó. Rồi một điều nữa đó, Phật mới nói rằng ông Bà La Môn như thế này. Khi mà mình thiếu nợ, thì mình lại phải bị khổ. Khổ vì chủ nợ. Mình trong cuộc sống bức bách, trong cuộc sách bức bách khổ 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 sở đó, mà nếu như mình muốn có tiền mà ai cho mình mượn nợ thì mình mừng lắm chứ. Mừng lắm. Thử giờ coi coi, mình mà đang khó khăn mà có ai giúp mình thì mình mừng lắm. Rõ ràng là mừng, đó là hạnh phúc. Hạnh phúc trong một cái nghĩa nào đó. Nhưng mà rồi đó, khi mà mình đã mang nợ rồi đó, thì mình mới lo. Lo là mình đã bị nợ, thấy không? Mỗi buổi sáng ngủ dậy thì
nhớ đến cái này, nhớ đến cái kia, rồi ông chủ, cái chủ nợ nó lại nó đủ thứ chuyện trên cuộc đời. Ngày nay chúng ta nghe là không ít những cái hình ảnh mà có những người đi cho vay rồi cho thuê, cho vay rồi đi đòi nợ mướn, nhiều cái khổ lắm, nhiều cái khổ lắm, rồi trốn, rồi có thậm chí là thiệt mạng, có khi là thương tích, có khi là tù tội, nhiều thứ trên cuộc đời này cũng bắt nguồn từ ở cái nợ mà ra. Chúng tôi thường có một cái nói như thế này nè, con nước mà có được đẹp thì có con cá màu ở trong đó. Nếu mà bây giờ mình nuôi có ai chơi cá đó, cá lia thia, cá bảy màu, cá này cá kia, cá kiển, mình bỏ trong cái chậu nước trong, mình thấy rằng cá nước nó đẹp, nó nhờ cá, nó nhờ những con cá đó. Và những con cá đó sống nó nhờ nước, nó nhờ nước. Thì cái người chủ nợ và cái người con nợ là những cái mối liên quan với nhau, đó là sự hệ lụy. Cho nên là khi mà mình là một cái người con nợ, ví dụ như mình là một con nợ thì mình là khổ vì cái người chủ nợ, chủ nợ. Cho nên là họ có thể bắt bớ, họ có thể giận dẹo, họ có thể chửi mắng, họ có thể đủ thứ chuyện trên cuộc đời này, đó là hệ lụy, hệ lụy. Cho nên khi mà mình đọc qua những cái đoạn kinh này thì chúng ta thấy một điều rằng, bởi vì cho nên Phật mới nói rằng có cái này cho nên có cái kia. Hả, chúng ta có mặt trong cuộc đời này thì có những cái sự hệ lụy của nó. Cái quan trọng là cái người mà có đủ cái nội tâm thật mạnh, sống giữa cuộc đời này mà chúng ta không bị những cái sự hệ lụy đó, không có bị cái sự cuốn hút đó, không có bị sự lôi kéo đó đó, thì chúng ta mới thanh thản, mới được nhẹ nhàng, mới được nhẹ nhàng. Mà quý vị thấy rằng là đâu phải dễ, không phải dễ, nha, nó không phải dễ. Người ta nói một cái câu là cứ giữ vô tâm cùng mọi vật, do gì lo gì mọi vật phải vây mình. Nhưng mà rồi đó là mình đâu có giữ vô tâm được. Giữa một người mà giữa một người có, người ta nghĩ là hạnh phúc, nhưng mà chính cái sự có cái này, sở hữu cái này, có cái kia, đó là sự hệ lụy, sự hệ lụy. Cho nên ở đây đó, cái bài học này để nói đến cái sự hệ lụy của nó, cái sự hệ lụy của nó. Bởi vậy cho nên là khi chúng ta có vô minh thì sẽ là dẫn đến cái hành động, do có hành cho nên là có thức hiện khởi, do có thức cho nên là có danh sắc, do có danh sắc cho nên có luật nhập. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái sự liên kết với nhau giữa cái này và cái kia. Quan trọng là khi chúng ta sống trong hoàn cảnh nào, trong cái cảnh nào, chúng ta ý thức được cái gì đó là sự hệ lụy thì chúng ta phải biết tách bỏ nó, phải biết tránh xa nó, phải biết là buông bỏ nó thì nó không có sự hệ lụy. Giống như chúng tôi nói vậy đó, cũng là một con người đó, từ tấm bé cho đến trở thành những cụ già thì nó có những cái sự ham thích, có những sự hệ lụy, có những sự đam mê khác nhau. Và mỗi cái đam mê này với một đam mê khác đều là đam mê, nhưng mà mỗi đam mê nó chia ra từng thời gian của quãng đời của mỗi con người, và chính đó là sự hệ lụy, đó là sự hệ lụy. Cho nên á, ở đây trong một cái nhìn chung đó, phổ thông phổ quát nhất đó, thì chúng ta nghĩ rằng mình có cái này, sở hữu cái kia, đó là hạnh phúc. Nhưng mà có rồi nó có nhiều thứ, nó có nhiều thứ. Thì tùy vào một cái sự hệ hoàn cảnh của mỗi người để có sự hệ lụy khác nhau. Và ở đó quan trọng là trong mỗi hoàn cảnh đó mà mình tự nhận thức được để biết rằng cái đó nó là hệ lụy mình cần phải tránh xa. Cái đó chúng ta không cần phải nắm bắt lấy nó nhiều, để rồi chúng ta phải khổ lụy về chính nó. Cái quan trọng là như vậy. Cái quan trọng là như vậy. Đối với các bậc thánh thì các ngài hoàn toàn giải thoát, thì các ngài đã dứt bỏ. Sống giữa cuộc đời này các ngài không bị dính mắc. Không bị dính mắc. Bởi vì sao? Nó giống như cái hình ảnh của một lá sen.
mà không bao giờ thắng được. Còn đối với những người bình thường, những người bình thường thì chúng ta không nói chúng ta là lá sen được, mà chúng ta có thể nói chúng ta như một cái miếng vải thôi. Thấm nước thì cứ thấm nước, nước gì thì nó tùy thuộc vào cái nước đó. Nước đó nước vàng, nước trắng, nước đen gì đi nữa thì nó trở thành những cái sự nhiễm ô của chính vậy. Thì quan trọng là ở đây qua cái bài học này chúng ta thấy rằng trong mọi hoàn cảnh, quan trọng là chúng ta nhận thức được để rồi chúng ta đang là một con người sống trong cuộc đời này thì có những sự hệ lụy nhất định. Cái quan trọng là chúng ta tự nhận thức được, ý thức được để rồi chúng ta biết rằng cái đó nó đừng làm cho sự hệ lụy chúng ta, đừng vì cái đó mà chúng ta đánh mất đi cái đời sống tu tập của mình trong mọi cái vai trò khác nhau. Trong mọi cái vai trò khác nhau thì điều đó rất là quan trọng. Còn hả có sự hiện hữu trên cuộc đời này thì ở trong giai tầng nào thì nó có những sự hệ lụy của nó, có sự khổ của nó. Mà Phật á, thì không phải nêu cái khổ đó để đó cho chúng ta bi quan, mà cũng không phải là Đức Phật than giảng cho chúng ta, cho mọi người biết rằng cái đó khổ, không phải. Mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta thấy một điều, thấy được, giống như là trong kinh Phật dạy rằng nó là thấy được sự khổ mới là cái người mà tìm ra con đường thoát khổ. Và cái người mà thấy được sự khổ thì mới tìm ra con đường thoát khổ. Con đường thoát khổ. Và khi mà tìm ra con đường thoát khổ thì thật sự là cái người đó mới là thoát khổ. Cái sự ràng buộc của nó. Thường thường thì chúng ta chỉ nghĩ đến cái hậu quả của nó. Tại sao tôi phải khổ như thế này, phải khổ như thế nọ? Tại vì nói cho cùng á, thì giống như trong kinh Phật dạy rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ. Nhưng mà rồi Đức Phật cũng nói cho chúng ta biết là do chúng ta chấp thủ đối với năm quẩn này, sắc quẩn này, thọ quẩn này, tưởng quẩn này, thức quẩn này, hành quẩn này, vân vân. Thì năm quẩn này do chúng ta chấp thủ cái giữa thân và tâm của chúng ta đó, cho nên là chúng ta có tái sanh. Vì chấp vào thân và tâm của chúng ta cho nên chúng ta có những sự phản ứng trong cuộc đời này, phản ứng bằng tâm lý, phản ứng bằng thể xác, nó nhiều thứ. Tham đắm, ưa ghét, thích thú hay là chán ghét, bỏ, thì tất cả những cái đó nó cũng không phải là những cái biểu hiện của sự tốt, biểu hiện của tốt, mà biểu hiện của pháp bất thiện nó sanh khởi. Đó là như vậy. Cho nên là quan trọng trong mọi cảnh nào chúng ta ý thức được và chúng ta tu tập để rồi không có bị hệ lụy, không có bị sự ràng buộc dính mắc ở trong cái sự phiền não, trong cái phiền não, thì thật sự là chúng ta tập dần như vậy thì có lẽ là chúng ta ngay trong trước mắt thì chúng ta đã có được sự an lạc. Trong hiện tại chúng ta được sự an lạc và tập dần như vậy thì lâu ngày, chầy tháng, nó trở thành một cái nội lực của sự tu tập, nội lực của cái đời sống tu tập của mình. Thì mình có những cái sự đề kháng nhất định, rồi đến một lúc nào đó, thì giống như các bậc thánh, như là một cái lá sen mà rưới nước lên, đổ nước lên, không thấm, thì đó là một cái sự vô nhiễm. Cái đó sự vô nhiễm. Nhưng mà giữa dòng đời này mà chúng ta là những người bình thường mà ở trong một cái sự nhiễm ô như thế này mà chúng ta bảo là vô nhiễm thì quả thật là khó. Nhưng mà chúng ta phải làm để rồi chúng ta sẽ trở thành một cái người vô nhiễm như là các bậc thánh. Thì chúng tôi xin có cái vài lời chia sẻ trong cái bài học hôm nay. Chúng tôi nghĩ cái bài học này nó ý nghĩa rất là đặc biệt, rất là sâu rộng. Cũng mong rằng là chư tôn đức giáo thọ các ngài sẽ bàn sâu rộng thêm để đại chúng chúng ta được lợi ích thêm. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, kính chúc quý cô tu nữ quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Thầy Già.
Sa thú kính trình thì đọc pháp tình với pháp thoại vừa rồi. Bạch Hòa Thượng Tề Siêu, không biết Hòa Thượng có nghe được không? Nếu Hòa Thượng Tề Siêu đang ở trước máy, xin thỉnh Hòa Thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Bạch Hòa Thượng Tề Siêu, không biết Hòa Thượng có cảm nhận là ngày hôm nay khi mà chúng ta nói về một vị tu sĩ tốt, một vị sự tu sĩ có cái thành tựu trên đường tu tập đó, thì Hòa Thượng có thấy rằng bây giờ chúng ta nói về cái có nhiều phải không? Ví dụ như có chùa chiền, có đệ tử học trò, có tài sản, có cái này có cái kia, nhưng mà dường như là ngày nay chúng ta càng ngày càng ít nói đến cái mà cái không có. Dạ, những cái gì không có mà Hòa Thượng có thấy điều này nó trái ngược với những gì mà Đức Phật ngài mô tả về đời sống xuất gia, mà đúng nghĩa như thời Đức Phật còn tại thế là từ bỏ gia đình, sống cuộc sống không gia đình. Không biết Hòa Thượng có nhận thấy cái nhìn của chúng ta ngày nay đa phần là nó trái ngược với cái thời Đức Phật còn tại thế không, về quan điểm của người tu, người xuất gia? Kính thỉnh Hòa Thượng chia sẻ một vài cảm tưởng của Hòa Thượng về điểm này. Anh Nam Mô Bụt Thầy. Bản kính lễ tam bảo, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, nó cũng do cái hoàn cảnh mà ngày nay ở vị xuất gia của chúng ta phải có nhiều thứ để có, có khi cái điều đó nó trái ngược lại với cái đời sống xuất gia mà Đức Phật đã mô tả. Với những vị tỳ kheo mà sống ở rừng núi, đó là rải đây mai đó, không có định cư một chỗ, thì các vị mới không có sở hữu những cái vướng mắc như là chùa chiền, đệ tử hay là những lộc. Khi mà chúng ta bên đi đến tại chùa, cái phòng của trụ trì có quá nhiều thứ. Qua bên Thái quý vị, ngày qua thượng trụ trì khi mà mở kho riêng, thì bởi vì người ta kính trọng cái vị trụ trì, cái vị sư cả, cái vị hòa thượng, cho nên họ cúng dường rất là nhiều y phục hay là vật dụng chất liệu trong kho. Thì những cái đó nó làm cho mình bị vướng bận, và do vậy thời nay chúng ta khó có sự an lạc. Và chúng ta lại chống chế những cái, chúng ta nói rằng một vị xuất gia mà có phát sanh nhiều như vậy đó
mới gọi là thành tựu cái quy lực tu tập. Có phước báo nhiều mới có phát sanh nhiều, vân vân. Nói chung là nếu mà công tâm mà nói thì những điều đó là do tự mình nói gọi là có thành tựu, chứ thực ra thì khi mà xuất gia xong mà thành tựu về thiền định hay thành tựu đạo quả thì mới gọi là thành tựu, chứ còn có tứ diệt dụng thì nó không có thành. Mặc dù ở trong mấy bài kinh Sa Môn Quả thì khi mà vua Acharya-sa-tu, vua Sa-thế hỏi Đức Phật về cái quả báo thiết thực của Sa Môn thì Đức Phật này nêu ra nhiều điều. Một cái điều đầu tiên là Đức Phật ngài nói rằng khi mà một người từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia đó, được nhiều cái lợi đắc cung kính thì cái đó cũng kể như là một quả báo sa môn thiết thực. Nhưng mà với cái đó, nếu mà vị tỳ kheo dừng lại ở chỗ này, dứt khoát ở chỗ này thì Đức Phật ngài quở. Vì sao vậy? Một là vì đời sống phòng hạnh này, cái điều khi cốt lõi của đời sống phòng hạnh ở chỗ thiền, chỗ đạo quả, chứ không phải là cái lợi lộc, lợi đắc cung kính. Thậm chí khi mà một vị được thiền hiệp thế, giữ giới luật rồi đắc thiền hiệp thế, hay là có kiến văn quảng bác, thì những cái thứ đó cũng gọi là thành tựu. Nhưng mà cái sự thành tựu đó nó chưa phải là rốt ráo. Đức Phật ngài mới đưa lên cái thí dụ về cái lỗ cây mà chúng ta đã từng nghe, đã từng biết. Một người đi tầm cầu lỗ cây, không thể nhánh lá của kia mang về cho rằng là mình thành tựu cái lỗ cây. Không phải là rút cái vỏ ở bên ngoài, cạo cái vỏ trong, hay là đẽo lấy cái giác cây đem về cho rằng đó là cái lỗ cây. Mà chỉ khi nào thật sự bỏ được cành lá, bỏ được vỏ ngoài, bỏ được vỏ trong, bỏ được giác cây, rồi mang về cái lỗi ở bên trong đó, thì cái đó mới là đúng là cái lỗ cây. Cũng vậy, khi xuất gia có được cái lợi đắc cung kính cũng gọi là thành tựu. Nhưng mà cái này nó không phải là thành tựu cái lỗi chánh pháp,
Vị an vui do nhờ giữ giới trang nghiêm thanh tịnh. Thì cái này cũng gọi là thành tựu, nhưng mà không phải là cái lỗi cây của phạm hạnh. Vị xuất gia tu tập và chứng thiền định, đó cũng gọi là thành tựu. Nhưng mà sự thành tựu này nó không phải là thành tựu về cái cốt lõi của phạm hạnh. Vị xuất gia có trí văn, thành tựu được trí kiến, hiểu biết nhiều, hiểu biết rộng, thì đó cũng là một sự thành tựu, nhưng mà không phải là cái lỗi cây của đời sống phạm hạnh. Chỉ khi nào vị tỳ kheo đó và thành tựu đạo quả, nhất là đạo quả A-la-hán, thì cái đó mới là gọi là vị đã thành tựu cái lỗi cây của đời sống phạm hạnh. Cái lỗi cây chánh pháp nằm ở đó đó. Ngày nay đa phần những vị xuất gia đó có khứ khi vào của chùa có được nhiều lợi lộc của phát sanh, thì nghĩ rằng đó là cái sự thành tựu. Nhưng mà cái này nó không phải là cái sự thành tựu cái lỗi cây của đời sống phạm hạnh để đem đến một cái sự an lạc, sự an lạc của bậc thánh. Khi mỗi người hiểu biết được cái điều chỗ đó đó, thì tự mình có thể từ bỏ được cái gì thì mình từ bỏ, bỏ bớt đi, hãy không có thì mình mới có thể được an lạc. Còn nếu có thì mình bị phiền toái, dĩ vậy thôi. Và như chúng tôi đã nói lúc đầu, cái hoàn cảnh hiện tại, cái thời kỳ hiện tại, cái môi trường sống hiện tại, vị xuất gia không được một cái môi trường của núi rừng, những nơi u tịch, những sống viễn ly. Và vì không có sống viễn ly được nên không có thành tựu thiền định, không có thành tựu đạo quả. Mà bây giờ xuất gia rồi, ở trong phố thị, trong làng mạc, và có nhiều người Phật tử đi đến để họ làm phước và cúng dường, thì nếu như đối với một vị xuất gia mà có suy nghĩ, thì đối với vị đó sẽ thấy rằng là nơi ta xuất gia bởi lợi là phát sinh nhiều, chỉ thành tựu được cái quả ba môn thiết thực tầm thường, chứ chưa có đạt cái quả thiết thực cao quý như là đại quả. Nếu mà suy nghĩ được như vậy đó, thì ít ra vị này cũng không có cái sự dính mắc những cái lợi lộc
Và nếu có phát sanh đi thì vị này cũng chia sẻ, cũng san sẻ, cũng chia sớt cho các bạn đồng phẩm mạnh, cho các vị sư khác chia hết, nghĩa là không có chất chứa cái gì lại, chỉ để một vài thứ để có mà dùng ở trong đời sống sinh hoạt cá nhân vậy thôi. Thì như vậy vị đó cũng tương đối là an lạc. Còn nếu như mà hoàn toàn chấp thủ, chấp giữ và sở đắc những cái mà mình có về lợi lộc, về vật chất, thì như vậy mình càng bị khổ nhiều, phiền toái nhiều. Vì vậy thôi. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà đi vào chùa, chúng ta có những cái thành tựu, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu biết rõ rằng là thành tựu cái gì là mới gọi là thành tựu cao quý, còn thành tựu cái gì và cái đó chỉ là tầm thường và nó đem đến cái sự hệ lụy cho đời sống xuất gia, cần phải phân biệt cái chỗ đó. Như vậy thôi. Chúng ta có một vài ý kiến để san sẻ quý vị qua cái câu thảo luận số 1 mà Hòa Thượng Giáo Đẳng vừa đều nó buộc thay vậy. Sa thú, kính thưa Hòa Thượng Thiệt Sư, để chỉnh Hòa Thượng trả lời thêm một câu nữa, rồi Hòa Thượng đi nghỉ. Bích Hòa Thượng, ở trong sớ giải đó, thì nói là vị Bà La Môn này, khi mình xuất gia thì Đức Phật Ngài chỉ cho tu sa di thôi. Rồi sau đó Ngài dẫn vị này đến gặp vua Ba Tư Nặc và nói trường hợp vị này không thể thọ đại giới vì vị này còn mang nợ này. Và nhà vua rất hoan hỷ để trả nợ cho vị tỳ kheo này, cũng giống như là có những cái chu cấp cho người mẹ của vị Sa Di, cũng như là lo cho 7 người con gái. Thì bạch Hòa Thượng Thiệt Sư, có nhiều người Phật tử hôm nay đó, trong đời sống cư sĩ người ta có thiếu nợ, ví dụ như nợ thẻ tín dụng hay là nợ nhà, và trong lúc đi xuất gia thì vẫn còn nợ. Thì họ nghĩ rằng cái nợ đó là có thể trả 5 năm, 10 năm, nhưng mà một cái vị mà thọ đại giới có cần trả hết tất cả những nợ đó hay không, theo cái quan điểm ngày nay? Xin kính thỉnh Hòa Thượng Hoa Kỳ trở lại để giải thích một chút về điểm này. Kính thỉnh Hòa Thượng. Thật ra quý vị, nếu là một vị tỳ kheo là khi còn nợ nần, dẫu cho nợ hình thức nào đi nữa, thì ngay từ lúc mà thọ đại giới là chư tăng đã hỏi rồi và Đức Phật Ngài đã chế định Ananosi, người là người không mắc nợ phải chăng? Nếu mà vị đó là người không có mắc nợ thì vị đó sẽ trả lời A Mắc Phần Ti, Thư Vân và Chư Tăng vẫn không có mắc nợ. Thì như vậy đủ cái tiêu chuẩn để mà cho lên tỳ kheo. Còn nếu như mà vị đó
mà chưa thân biết được là người còn đang bị mắc nợ. Khi còn ở tại gia cư sĩ, dầu là nợ hình thức nào, hình thức thẻ tín dụng hay là cái gì gì đó, thì như vậy, hoặc là khi hỏi mà người đó đáp rằng và còn mắc nợ nhưng sẽ trả dần dần, thì trong trường hợp này là không thể cho tu tỳ kheo được. Và cũng bởi cái lý do đó mà tại sao Bà La Môn ông hôn thì ta này, Đức Phật Ngài ở trong chú giải nói rằng Đức Phật Ngài không cho lên từng tỳ kheo mà cho làm sa di. Khi mà dẫn đến vua Basenadi mới trình bày cái cảnh ngộ của vị Bà La Môn đó, còn có quá nhiều con gái cần phải nuôi dưỡng, rồi ở trong gia đình một người vợ thì không thể đủ sức để mà nuôi những đứa con đó, quá nhiều con, bây giờ phải trả nợ cho hết, thì Đức Vua mới cấp dưỡng cho để mà trả nợ xong rồi mới cho tu tỳ kheo. Thì ở đây cái hình thức mà phải có cái bổn phận, cái trách nhiệm mà phải nuôi dưỡng, không thể bỏ mặc vợ con sống khổ cực nhau dốc, không có trách nhiệm, thì đó cũng được xem như là một món nợ. Thì do vậy chúng ta phải hiểu rằng theo luật thì hễ mà vị tỳ kheo còn mắc nợ khi thọ đại giới, khi mà trước khi thọ đại giới mà chư tăng hỏi và vị còn mắc nợ, thì một là không có cho lên tu tỳ kheo, hai là chỉ cho tu sa di, chờ giờ nào mà trả hết nợ đó rồi mới thọ đại giới được. Chúng ta cứ nhớ như vậy đó. Cho nên ở đây đó, chúng ta cần phải hiểu rằng là và còn mắc nợ và phải nghĩ đến cái việc mà trả nợ đó, thì tâm của cái vị ấy sẽ không ổn, không an lạc để mà chuyên tâm phạm hạnh, chuyên tâm hành phạm hạnh. Thì do vậy chúng ta rồi phải hiểu lý do tại sao mà cái vị Bà La Môn này chỉ được Đức Phật Ngài cho thọ sa di thôi. Khi nào mà được nhà vua ở trợ cấp cho gia đình, thì lúc đó đó mới cho lên tu tỳ kheo. Lý do gì? Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của Hòa Thượng Giác Đẳng vừa nêu. Nam mô của Thầy. Sa thú, kính trưng và thưa tự sư. Bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, xin được xin được kính thỉnh Hòa Thượng Tự Sư thì nghĩ
chúng tôi lại như sư đệ và chư tăng sẽ đảm trách. Thì đó pháp tinh thì đó có còn ở trước máy và nghe được không? Nếu thì đó tinh nghe được xin kính thì đó con chỉ trả lời cho cô và thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin hỏi thì đó tinh có còn ở trước máy không? Dạ vâng. Thì đó pháp tinh thì có một điều rất là rõ ràng là chúng ta cảm thấy không có yên tâm với cái đời sống mà có ích hay là không có gì, nhưng đồng thời khi có thì chúng ta lại khổ vì cái có. Ví dụ như bây giờ mình nói chuyện người cư sĩ, người xuất gia, có nhiều vị rất là thích có được chùa, nhất là những vị bây giờ đi xuất gia vào nghĩ đến chuyện lập chùa. Lập chùa thì mới có cơ ngơi, mới có chỗ ổn định, rồi có đệ tử mới đang tính không. Thì giữa cái cần phải có và cái nhẹ nhàng của cái không có, thì bất cứ ai chúng ta đều phải lựa chọn. Và tự tỏ nghĩ rằng để lựa chọn sống mà sống thủ đắc rất ít, sở hữu rất ít, thì nó cần đến sự can đảm, nó cần đến sự hiểu biết. Và điều đó có khó để mà thành tựu được một cái nội lực như vậy không? Bởi vì có nhiều người nghĩ rằng cái chuyện có với khó, chứ cái chuyện sống mà không tham chấp, không thủ đắc thì nó dễ thôi. Nhưng mà theo sư gọi thì đâu có khi giải thích là khi mà mình lựa chọn cái con đường mà không có hay là có ít thì nó có phải là quyết định khó không, và nó khó chỗ nào và nó dễ gì chỗ nào, xin cái tính như vậy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con kính đảnh lễ chư tôn đức, đảnh lễ hòa thượng Giác Đẳng, tòa Minh Hạnh, Thực Trì, Thực Trì Đức cũng chưa tăng. Chào cô tu nữ và chào quý thiện nam tín đồ. Con nghĩ rằng giữa hai cái sự chọn lựa đó, thì không thể nói rằng là dĩ nhiên là ở trong cái đời sống tu hành thì mình nếu mình hiểu cho đúng và làm theo một cách tuyệt đối đó, thì nó tùy thuộc vào cái sự chọn lựa của mình. Sự chọn lựa của mình, con nghĩ rằng với cái hoàn cảnh sống ngày xưa đó của chư tăng đó, thì nó khác với ngày nay. Thật sự ra thì do cái tâm của mình, cái ý nghĩ của mình, tâm và cái ý nghĩ của mình. Con nghĩ rằng là đời sống mà nếu rằng mình chọn cho cái đời sống mà thủ đắc ít thủ đắc, đây là cái nhu cầu tối thiểu đó, thì đó là mình nói đến cái cá nhân của mỗi bản thân của một con người. Khi mà mình càng dính mắc nhiều, càng ham cái sự thủ đắc nhiều đó, thì con nghĩ đó là cái sự hệ lụy và cái sự trói buộc nó có ở trong đó, nó có nhiều. Nhưng mà rồi nếu chúng ta nghĩ đến cái việc gì đó giữa cái đời sống tu hành, cái giữa cái mà chúng ta biết rằng
tu là để có những cái mà mình cần phải có nghĩ rằng mình cần phải phải tu bổ rất là nhiều, bồi dưỡng rất là nhiều. Ví dụ như là nếu như mà mình nghĩ cái đó là cái sự thụ hưởng của mình thì cái điều đó không nên, dù chúng ta có nhiều hay là có ít cũng không nên. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng ở đây đó mà để mà mình ham cái cầu, ham cầu cái sự thụ đắc cá nhân ấy, thì rõ ràng là không nên. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng cái điều đó nó là để làm cho một cái lợi ích chung, và làm cho một cái lợi ích chung đó là điều hướng thiện, mang đến cái sự lợi lạc cho nhiều người như là một cái cách bồi bổ công đức cho chính mình, thì con nghĩ rằng cái đó nó cũng vừa cần, vừa cần. Bởi vì con nghĩ rằng như là một cái điều đó, con nghĩ rằng như mình nói rằng ở trong cái thiền viện hay là ở trong thiền, trong một cái nơi chùa chiền cũng vậy, một vị trụ trì đó thì nghĩ rằng không phải là sự thụ đắc của cá nhân, không phải để là mình có chùa to Phật lớn rồi các cái hạng mục nhiều như vậy để rồi mình được người khác khen mình, cũng không phải là để người khác ca tụng mình, cũng không phải là nghĩ là đó là cái sự thụ hưởng của chính mình, mà nghĩ đó là cái nơi để tạo ra cái chỗ để cho những cái người tu, để cho những cái người Phật tử tu tập, để cho những người Phật tử tín ngưỡng hướng đến Phật pháp có cái nơi để sinh hoạt. Thì con nghĩ rằng vị trụ trì đó cũng đang tạo công đức cho chính mình khi cái tâm của mình không nghĩ có cái sự hưởng thụ cá nhân trong đó. Rồi bây giờ ở trong thiền viện cũng vậy. Khi mà mình đến thiền viện, bản thân của chúng con cũng nghĩ rằng có một lần đến cái trường thiền Pao Park thì cái quy định ở trong trường thiền là họ bảo mình hãy xả bỏ những vật dụng cần thiết. Thì khi mà mình đến trường thiền thì rõ ràng là cái nơi của mình ở nó thật hết sức là tối giản. Hết sức là tối giản. Mà rõ ràng là khi mà mình có cái sự tối giản đó thì mình hành thiền đó cảm thấy có cái sự an lạc. Bởi vì nó bớt đi cái sự ràng buộc. Nó bớt đi sự ràng buộc. Mình lại ít có không có cái sự dính mắc, và do đó mình phải chuyên tâm hơn. Có được cái sự chuyên tâm hơn trong cái việc hành thiền thì mình có được sự an lạc. Nhưng mà mình biết rằng là trong cái sự an lạc của mình là có biết bao nhiêu người đã chịu khó gánh vác cho mình lo những cái công việc đó. Cái vị mà có cái chủ trương để mà xây cất cái trường thiền đó thì con nghĩ rằng cái vị đó cũng có cái tâm hy sinh. Rồi ngay cả trong cái ban tổ chức của trường thiền đó, cả cái đời sống của chư tăng, những cái vị thiền sinh ở đó đó, từ cái bữa ăn, từ cái ly nước uống thì họ có cái tổ chức hết. Và những cái người có tổ chức đó đều có cái tâm hy sinh mới làm được một cái việc đó một cách im ắng, một cách lâu dài, bền chắc được. Thì con nghĩ rằng dù là trường thiền hay là ở thiền ở một cái nơi chùa chiền cũng vậy, thì đều có cái người đứng ra để hy sinh. Hy sinh, mình nói hy sinh ở đây thì nó quá chuyện cao cả, nhưng mà rõ ràng có người đứng ra để cán đáng lo những cái công việc đó, để rồi mình là những người thiền sinh đến đó để mà tu tập mới có được cái sự an tâm. Thì rõ ràng là cái người đứng ra để cán đáng những công việc đó, họ nghĩ rằng
chính họ làm những điều đó để tạo nên cái công đức cho họ và cái sự tu tập cho họ. Rồi mình đến đó mình tu tập thì mình cũng có được cái sự an lạc, chính là cái sự lan tỏa trong cái sự an lạc của nhiều người. Thì cũng như vậy, ở trong một ngôi chùa, con nghĩ rằng khi nào mà mình nghĩ rằng thủ đất cá nhân đó, thì nếu mà mình xét cái kỹ đó thì cũng không nên. Vì vì mình có hưởng gì lắm thì cũng sống một đời thôi, có nhiều gì lắm thì cũng ngủ có cái giường thôi, và có ăn nhiều lắm thì cũng hai bữa ăn sáng trưa thôi, chứ không có nhiều. Mà sợ đến khi mà mình bệnh đó, thì bây giờ là mình cũng không thể để ăn được nữa, cho nên không có gì để gọi là hưởng thụ. Con nghĩ rằng không có gì để gọi là hưởng thụ ở trong đó. Cho nên là khi mà cái, do cái tâm của mình, cái tâm mà mình nghĩ đến cái đời sống mà thủ đắc cá nhân này, bản thân của mình, thì cái điều đó mình cũng cần nên bỏ. Mà con nghĩ rằng những cái người tu mà có cái tâm hướng để tìm được sự an lạc giải thoát cho mình, thì người ta không có cái nghĩ đến cái sự thủ đắc cá nhân, không nghĩ đến sự thủ đắc cá nhân, mà đó là cái sự bồi bổ công đức, vun trồng cái công đức như là cái sự hy sinh để rồi tạo nên cái tiền đề, nền tảng cho chính mình để mà mình tu tập cho nó tốt hơn, tốt hơn. Cho nên con nghĩ rằng giữa hai cái này thì rõ ràng là khi mà mình thấy rằng mình có cái những nhu cầu cá nhân quá nhiều, sự thủ đắc quá nhiều, thì đó là sự vướng mắc của chính mình. Nhưng mà mình nghĩ rằng cái đó là cái mang cái lợi ích chung. Con nghĩ rằng nếu như mà mình có được cái gì đó, trước nhất là cái sự tối thiểu của chính mình có, và nếu mà mình có dư ra đó, thì mình mới có thể lo được cho người khác. Cũng như vậy, đóng vai trò ở trong một cái ngôi chùa, hay đóng vai trò ở trong một cái thiền viện, hay một cái hoàn cảnh nào đó mà mình nghĩ đến cái thụ hưởng cá nhân thì không nên. Nhưng mà nghĩ đến cái việc mà lợi ích chung đó, lợi ích chung đó, thì rõ ràng đó là một cái sự hy sinh, đó là một cái sự mà biết cái cách để tạo cái công đức cho mình. Khi mà mình lo việc gì vậy, dù cái sự đó là mình nghĩ đến sự lợi ích chung đó, cũng đừng đánh mất đi cái đời sống tu tập của mình. Đó là đừng có chuyện này chuyện kia mình phiền muộn, mình âu sầu, mình tham đắm tất cả các thứ này thứ nọ đó, thì rõ ràng đó là cái sự khó khăn cho mình, bất lợi cho mình. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú, Phật có dạy đó, dù có làm lợi ích cho người bao nhiêu đó thì cũng không có quên phần tự lợi. Tự lợi ở đây đó tức là làm sao cái đời sống mình, bất cứ một cái suy nghĩ gì, cái việc làm gì, cái lời nói gì đó, thì mình cũng nghĩ rằng đó là cái cách để mà mình tạo cái công đức cho chính mình, để mình tu tập dễ dàng hơn. Chứ đừng nghĩ đó là sự thụ hưởng. Và cũng đừng nghĩ đó là, giống như Hòa Thượng Tị Siêu nói khi nãy đó, giống như một cái người đi tìm lỗi cây, thì cái gì là chính đáng, cái gì là lỗi cây, thì chúng ta hãy xem như đó là cái cứu cánh của mình. Còn cái gì đó là cái lợi đắc nhất định nào đó, hay cái thành tựu nào đó, nếu nó chưa phải là lỗi cây thì đừng xem nó như là lỗi cây. Con nghĩ là như vậy. Thì đây là cái suy nghĩ của con xin trả lời cái câu hỏi mà Hòa Thượng vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì kính Hòa Thượng bổ túc thiết. Nam mô Bụt Thầy. Sa-thu, kính chân thưa tòa Pháp Thân, Bạch Chư Tổng Đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo lời của Hòa Thượng Tề Siêu và thưa tòa Pháp Thân, xin có đôi điều để chia sẻ thêm trong buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Bạch quý ngài và thưa quý Phật tử, có một điều rất là rõ ràng ở trong đời sống của chúng ta.
là giống như mình đi một hành trình đến một nơi nào đó. Ở trong hành trình đó, nếu mà mình không có hành trang, không có những gì mang theo để cho cái nhu cầu cá nhân, thì rõ ràng là chúng ta sẽ rơi vào chuyện thiếu thốn, gây phiền cho mình và gây phiền thậm chí dạy chư tỳ kheo phải có những cái tư cục, tức là như là y bát và những cái vật dụng trong đời sống, là y phục, thực phẩm, chỗ ở, thú bên, vân vân. Nhưng mà rồi khi chúng ta làm một quyết định là cái gì cần mang theo, trong hành trình thì quý vị quyết định này thường không có đơn giản. Chúng tôi sống ở Mỹ và có dịp để đi đến những vùng khí hậu khác nhau, có những nơi trời trời rất nóng như ở sa mạc, thí dụ như New Mexico hay là Arizona, có những nơi trời rất lạnh, thí dụ như Chicago, Montana hay là Minnesota vào mùa đông. Những lúc đi như vậy đó, hoàn toàn có một cái nhu cầu là mình phải chuẩn bị tương đối tốt để mình đến đó. Thứ nhất là mình không có bị khó khăn vì thời tiết nóng quá, mà mình mặc đồ gì quá thì nó cũng phiền, mà lạnh quá mà chúng ta thiếu đồ ấm thì nó cũng khổ. Và không phải mình khổ mà còn là khổ cho những người chung quanh mình. Và khi mình nói về điểm này đó, thì chúng ta sẽ thấm thía tại sao Đức Phật này dạy những đứa con của Ngài nên sống theo trung đạo. Trung đạo là không có lợi dưỡng, cũng không có khổ hạnh. Và đặc biệt trong đời sống của một vị tu sĩ, không nên tạo những cái phiền lụy cho người khác, bởi vì cái sự thiếu cẩn thận hay là thiếu hiểu biết của mình. Thì quý vị, ở trong bài học ngày hôm nay, dạ thưa đạo tràng của chúng con đã hết nghe được âm thanh của hòa thượng, kính thỉnh ngài quay trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Quý vị có nghe lại đi không? Thì thưa quý vị, khi mà nói về một cái đời sống không gia đình, một đời sống tương đối là tối thiểu đó, thì điều này nó hàm nghĩa là một người xuất gia phải có khả năng để cảm kích cái gọi là không có. Đây là một cái ý thức tương đối hơi xa lạ trong đời sống của mình.
cái khuynh hướng của phần đông chúng ta là nghĩ đến cái gì mình có thôi, nhưng mà mình không cảm kích được cái mà mình không có. Ví dụ như người ta nói rằng khi chiếc giày mà nó êm ái nhẹ nhàng thì chúng ta hay quên đó. Đời sống hàng ngày mà chúng ta không có bệnh, ít bao giờ chúng ta thấy vô bệnh hạnh phúc. Đời sống của chúng ta không có nợ nần, ít bao giờ chúng ta thấy rằng không nợ nần là hạnh phúc. Đời sống của chúng ta không phiền não thì chúng ta không cảm nhận được cái không phiền não là hạnh phúc. Có rất nhiều cái không có mà chúng ta hoàn toàn quên nó đi. Một cách đơn giản là có bao nhiêu ngày trong cuộc đời chúng ta về nhà sau khi đi học, sau khi đi làm, ở nhà có bà mẹ, ở nhà có người vợ hay có ai đó nấu một bữa cơm ăn vừa miệng, ăn khỏe cho sức khỏe. Và nếu chuyện đó lặp đi lặp lại từ năm này qua tháng khác thì nó quá thường, nó quá nhàm, mà chúng ta cũng chẳng có cảm kích gì về việc đó. Một người Phật tử đi chùa, khi đi đến thì thấy nhà vệ sinh rộng rãi, sạch sẽ, cũng chẳng từng biết ai đã lau chùi, ai đã cho giấy vào trong đó. Chúng ta khi đi chùa, mà mỗi lần đi chùa thì có cái nhà vệ sinh tiện nghi, có chánh điện, có máy lạnh, có cái sân, có hoa kiện, và chúng ta cứ hưởng dụng những thứ đó. Chẳng bao giờ chúng ta thấy rằng cần thiết phải đặt câu hỏi là chúng ta có nên cảm kích những điều đó hay không. Ngay cả một cái người vợ, người chồng, một người bạn thân, họ cho chúng ta một thứ mà gọi là không có phiền, chỉ đơn giản là sự không phiền toái thôi. Không có nói nhiều, không có cằn nhằn, và luôn luôn đóng cái vai trò là hỗ trợ một cách lặng lẽ, một cách vừa chừng thích hợp, không hỏi không phiền chúng ta. Thì chúng ta cũng nhiều khi chúng ta lơ là. Thật ra mình rất thích những người đó, nhưng mà có bao giờ chúng ta mở miệng ra nói cảm ơn, cảm ơn đã có mặt trong đời, cảm ơn đã cho chúng ta những giây phút rất là bình yên, cảm ơn đã không làm phiền mình, mình có cảm ơn không? Đôi khi chúng ta không thấy chuyện đó cần trọng. Mà chúng ta thì chúng ta nhớ vào từ Hồ Giác Ngài thường nói đó. Khi mà mình bị mù mắt rồi thì lúc đó mình mới cảm kích là mình có mắt. Ngay cả theo Phật Pháp, chúng ta sanh làm người là một điều hạnh phúc. Mà có bao giờ chúng ta quý trọng cuộc sống làm người? Chúng ta có những thời gian quý báu thì chúng ta thường phung phí đi thời gian quý báu đó. The youth is wasted when you're young. Cái thanh xuân bị quan phí thời trẻ. Tại sao cái thanh xuân chúng ta quan phí thời trẻ? Đúng chưa? Chúng ta sống trong thời trẻ, chúng ta không cảm cái gì mà thật sự trân trọng cái sức khỏe thì trẻ trung của mình. Và điều này chỉ thật sự nó thoáng trong ý nghĩ của chúng ta khi mình già rồi mình yếu đi. Cái có dễ làm cho người ta, dễ làm cho người ta chú ý nhiều, mà cái không á, nó thường là cái gì dễ đi vào trong cái sự lơ là, quên lãng. Chúng tôi biết ngay trong cuộc sống hàng ngày đó, có những người họ rất thích là người khác kèo kéo mình, đòi hỏi mình. Những lúc đó mình thấy mình quan trọng. Còn có những người mà không làm phiền mình, không gây rắc rối cho mình đó, thì
mình thấy nói chuyện nó bình thường quá, thấy giống như một người không có mặt trong cuộc đời, giống như một cái bóng mờ của sương khói, và không bao giờ mà mình cảm thấy thật là hoan hỷ là có một người sống với mình mà không gây phiền hà cho mình. Thì quý vị, ngày xưa khi mà đạo Phật được truyền sang Trung Hoa thì người Trung Hoa họ có cái tên gọi về Phật giáo. Dĩ nhiên cái tên gọi này phải là do người Trung Hoa họ chế ra, mà họ lấy từ ý nghĩa Phật giáo, họ gọi là không môn hay là cửa không. Nếu chúng ta sang Trung Quốc mà nói tới không môn á, thì chúng ta biết họ đang nói đến đạo Phật, vì họ hiểu mang máng là trong đạo Phật xem tất cả đều là gạo cho quý vị qua thị trời chúng tôi chút xíu nha, là cái gì trời chúng tôi chút xíu. Dạ xin lỗi, ở quý Phật tử ở trong lớp còn nghe được chúng tôi nói không? Dạ vâng. Thì quý vị, chúng tôi cứ nói về cái chữ không môn hay là gọi là cửa không, đồng nghĩa với Phật giáo. Ở bên Trung Quốc thì chúng ta nói không môn tức là đạo Phật. Dạ. Thì người Trung Hoa họ có một cái cảm nhận về đạo Phật ấy, là những cái lời dạy mà qua đó chúng ta sống hạnh phúc, sống an lạc do không có sở chấp, gọi là vô sở trụ hay là vô sở đắc. Con người mà thường tình sống thì mong càng có nhiều mình là hạnh phúc, nhưng mà một cái người sống có ý thức và có trình độ đó thì nhận ra rằng có rất nhiều thứ không có đó mà nó là hạnh phúc. Đơn giản là tại đây, khi mà ông Bà La Môn ông kể câu chuyện của ông, và khi ông kể đó,
thì thật sự mình cũng xót giùm cho ông đã con gái bảy đứa trả về nhà nhiều miếng ăn rồi mà ruộng rẫy mè lại thất thu, rồi bồ lúa thì lại trống đầy chuột chạy nhốn nháo trong đó, sự việc lại mất bò nữa, thì đúng là thê thảm. Và khi ông đến ông gặp Đức Phật, ông cảm nhận hình ảnh Đức Phật đẹp quá, an lạc quá, mà trong sự an lạc đó ông ca ngợi Đức Phật, nhưng mà ông ca ngợi một cách rất là chân thành và như là một lời tâm sự. Đức Phật ngài hạnh phúc quá, nói ngài bị Sa Môn hạnh phúc quá, bởi vì ngài không có những cái mà tôi đang có đây, nào là nhà dột một xíu đủ cái chuyện. Đức Phật ngài không có than thở cho ông, nhưng mà ngài lại nói lên những điều mà qua đó là những lặp lại những gì ông nói. Và khi Đức Phật ngài nói từ cái sự lặp lại đó thì ông cảm nhận ngay ra rằng cái vấn đề đau khổ là do mình bày ra, mình tạo ra, mình chấp rồi mình khổ thôi. Và đây là ý nghĩa rất là hay. Chúng ta muốn khi có thì chúng ta cười, chúng ta hạnh phúc. Nhưng mà khi chúng ta bị vướng lụy, bị khổ đó, thì chúng ta than trời trách đất. Nhưng một cái người có trí thì không như vậy. Hãy tự mình cột thì phải tự mình gỡ, tự mình chấp thủ thì mình phải buông xuống. Và ông nào đã buông được, và Đức Phật ngài đã tìm cách cho ông buông ra được một cách rất đẹp về đời sống. Với những gì mà Đức Phật dạy và hướng dẫn cho vị Bà La Môn này, dĩ nhiên là ở trong cách khai thị và cách hướng dẫn của một bậc thiên nhân sư. Nhưng mà để lại cho chúng ta một bài học rất lớn trong đời sống là khi có những niềm hạnh phúc, ví dụ như Đức Phật dạy chúng ta nên tự nhắc chính mình là hạnh phúc thay ta sống không hận thù, giữa những người thù hận, giữa những người thù hận ta sống không hận thù. Hạnh phúc thay ta sống không khổ đau, giữa những người đau khổ, giữa những người đau khổ ta sống không khổ đau. Ví dụ như vậy, cái không hận thù, không khổ đau, không hệ lụy, không ràng buộc, đó là những điều nên cảm kích. Và ngài Xá Lợi Phất ngài dạy rằng có bốn hạng người ở đời: người ô nhiễm không biết mình ô nhiễm, người ô nhiễm biết mình ô nhiễm, người thanh tịnh biết mình thanh tịnh, và người thanh tịnh không biết mình thanh tịnh, và người thanh tịnh biết mình thanh tịnh. Thì ngài nói rằng trong bốn hạng người đó thì hai hạng người cao quý đáng thẳng thắn là hạng người ô nhiễm biết mình ô nhiễm, hạng người thanh tịnh biết mình thanh tịnh. Chúng ta có hạnh phúc, chúng ta có an lạc, chúng ta có thanh thản, mà chúng ta không ý thức được rằng mình đang hạnh phúc, đang thanh thản, thì tức là chúng ta đang có sự tốt đẹp mà không biết mình tốt đẹp. Cái đó nó cũng là một cái khởi sự cho sự đi xuống thối hóa. Bởi vì nếu mà cái sự an lạc do hồn nhiên cái gì đánh mất cũng chuyện gì, mà sự an lạc do ý thức ấy, thì khó đánh mất hơn là sự an lạc chỉ là hồn nhiên vô tư. Nên chi có những bài học lớn, và cũng may thay là một câu chuyện được Tôn giả Ananda kết tập lại và để lại trong kho tàng kinh điển ngày hôm nay chúng ta có chịu đọc. Và nếu chúng ta chịu khó nhìn, chịu khó chiêm nghiệm, thì qua đó có những bài học lớn. Và chúng ta nên cảm kích rằng sáng hôm nay chúng ta có được một ngày đủ sức khỏe để nghe Pháp, đủ sự thanh thản để suy nghiệm, chúng ta có mắt để thấy được màn ảnh, chúng ta có đủ cái tâm tư sẵn sàng để đón nhận lời Phật dạy. Chừng đó cũng quá đủ để chúng ta hạnh phúc. Và nếu chúng ta sống cái cuộc đời này mà với bao nhiêu thứ không có, những hệ lụy mà chúng ta không có đó, mà chúng ta không đủ sự cảm kích đó, thì kể ra chúng ta rất là khó tính. Bởi vì chúng tôi biết rất là nhiều người thưa quý vị suốt đời than vang mặc dù họ có rất nhiều, bởi vì họ chưa bao giờ biết cảm kích cái mình đang có. Chúng ta tự nhắc như vậy là cái vui cái khổ chúng ta đều có. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn được cái gì tích cực, chúng ta hướng được tích cực, thì cái khổ nó sẽ không có khổ bằng chúng ta chỉ nghĩ vào đó mà thôi. Và đặc biệt Đức Phật này không có nói Bà La Môn phải quên đi cái khổ, hãy nhìn một cách thẳng thắn, nhìn rất thẳng vào cái khổ. Bởi vì Đức Phật gặp lại mà. Nhưng mà nhìn thẳng vào cái khổ để làm gì? Để buông cái khổ đó, để thấy được rằng
qua những cái khổ đó là chính mình tạo ra, mình bày ra thì mình phải dọn, chính mình tạo ra mình chấp thủ, thành ra mình phải chịu khó buông xuống. Và đừng bao giờ đổ thừa nói rằng tôi khổ vì lý do này, tôi khổ lý do khác. Không ai bắt chúng ta khổ hết. Chúng ta chỉ buông cái khổ thôi. Trước khi dứt lời, chúng tôi muốn nhắc lại một cái ba cái câu kệ ngôn mà mai mốt Hòa Thượng Từ Siêu giảng. Bữa nay không có Hòa Thượng thì chúng tôi nói trước, là bởi vì có nhiều câu kệ đó mà chúng tôi giảng nói ở đây thì nó là trùng lập với những bài kinh trong cuốn sách đấy. Đức Phật dạy rằng tất cả pháp hằng đều vô thường, và quán sát bằng trí tuệ nhờ bị yểm ly khổ, đó là được thanh tịnh. Các hành đều bất lạc, quán chiếu bằng trí tuệ nhờ bị yểm ly khổ, ấy là được thanh tịnh. Các pháp đều vô ngã, quán chiếu bằng trí tuệ nhờ bị yểm ly khổ, ấy là đường thanh tịnh. Trong có cái câu hơi khó hiểu, đó là nhờ bị yểm ly khổ. Yểm ly khổ là gì? Là chán khổ. Tại sao ai cũng chán khổ mà Đức Phật còn nói là nhờ bị yểm ly khổ? Chẳng lẽ bây giờ chúng ta chưa chán khổ? Thật ra chúng ta chưa chán được, chúng ta còn mê khổ. Chúng tôi xin kết thúc chương trình Phật hôm nay của lớp Phật Pháp Mới Tập Tâm Ba. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có lớp Bali Pháp Cú và vị giảng sư là Hòa Thượng Từ Siêu. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình Nghiệp Âm Bồ Tát Thời Gian. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từ bi đúc kết những ý nghĩa vô cùng cao quý trong bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn quý sĩ. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Phật để toàn thể chúng con lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá. Yang kinh chư Phật là ca mang ca pháp giới nhân mang ca yên na vai cha mana.